Con đang chị qua hay nho, chào chào nhá. Nó chào ông kìa, chào ông nói lại đấy. Chào chị. Ngại quá là chị nó chứ. Em thôi. Ông bệnh tâm lý đấy. Bèn cha nó nó giờ này nó mụn. Mình qua mình chị mụn cho. Cần tình yêu to bự không? Không. Tình yêu to bự chắc thì hết mụn. Thôi, thôi má ơi, yeah. Má ơi. Tài Sa tôn. Tầm tài của số 3 số 4. Số 2 bị sao vậy? Số 2 bị tương tư cậu á. Trời ơi. Thôi. Giọng dễ thương vậy, nói gì nữa chết, trời. Chết à, đã. Để hả? Chị chơi game giải stress mà cuối cùng chết lại. Nói là men đi, thì tao cứu cho anh. Men hết cả rồi. Chưa đến giờ. Nào, sao túng tâm lý dữ vậy? Ngoài số 2 ra con này. Ăn đi, đúng rồi. Mình đỡ hết cho mày luôn. Cảm ơn nha. Đã dùng tấm thân này đỡ cho mày. Cho bạn một bên. Cho bạn đó, đó. Mệt ghê. Cái gì vậy trời. Bị thao túng tôi đang ở đâu đây? Mày làm người ta sợ vậy mến. Sao? Tại giọng nó vậy thôi chứ nó men lắm ông ơi. Sao biết cho men? Tôi bắn nhầm á. Cái nấu có nè. Nấu nào lúc nào? Quái rồi. À thấy rồi. Bèn cha nè. Ông đừng có thao túng tâm lý nữa. Từ từ để tôi bắn nè. Mệt quá. Mày nói giọng kia đi. Cái giọng kia men mà ai. Giờ mình bắn nè. Bảo nó mệt nó đi nghỉ rồi. À bèn cha nè. Sao? Sao nó không nói chuyện vậy với mẹ nó ha? Tao lại mày luôn á. Ê Minh sao mẹ không nói chuyện vậy với mẹ mày Minh? Má nè, trời ơi.